Ruộng trồng cà chua của gia đình bà Vũ Thị Nhàn ở Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam. Bà cho biết, hai vụ nay gia đình bà không hề tốn sức cho việc làm cỏ. Nếu có, bà cũng chỉ cần bỏ ra 1-2 buổi nhổ cỏ cho cả vụ trồng cà chua như thế này. Ở đây, ở làm hữu cơ thì chúng tôi không được sử dụng thuốc trừ cỏ, mà chỉ làm cỏ bằng tay thôi. Mình lại dùng, nếu nó nhiều quá thì là dùng máy cắt thôi, chứ không được dùng thuốc trừ cỏ. Cái phương pháp bây giờ làm chúng tôi được hướng dẫn này, tiết kiệm công lao động. Ví dụ như là trước kia mình làm theo phương pháp thông thường kia, chẳng hạn như là một luống mình làm mất khoảng 2 ngày. Thế nhưng mà bây giờ làm theo phương pháp này thì chắc chỉ mất tầm 1 ngày thôi. Dần dần rồi nếu như áp dụng vào nhiều lần thì chắc nó phải giảm hơn nữa, chứ không phải là ở cái mức độ này. Bà Nhạn cho biết, để kiểm soát cỏ dại trong ruộng cà chua, bà áp dụng đồng thời 4 phương pháp là không làm đất, không xới xáo đất, sử dụng tàn dư thực vật che phủ đất, dùng cây bầu gieo trên khay và nhổ cỏ bằng tay. Theo bà, đây là giải pháp kiểm soát cỏ dại sinh thái mà các nhà khoa học tại Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện Cây Lương thực Cây Thực phẩm chuyển giao và hướng dẫn cho bà. Canh tác hữu cơ là không được sử dụng thuốc trừ cỏ, cả là cỏ cháy hay là cỏ tiền nảy mầm. Do đó là bà con phải tốn rất là nhiều công lao động để làm cỏ, nên là muốn phát triển được nông nghiệp hữu cơ ấy, thì mình phải tìm ra mọi cách để hạn chế cái việc mà mình tiêu tốn nhiều công lao động để bà con có thể sản xuất được nhiều hơn. Đầu tiên, với giải pháp không làm đất, theo các chuyên gia, bà con không cày bừa xới xáo đất, tránh tối đa việc tác động tới đất trồng. Tức là không, bà con không cần cày bừa xới xáo gì hết, mà chỉ có thể là chỉ cần là lên luống thôi, tức là xới đất để đảm bảo lên luống cho nó thoát nước dễ dàng ấy mà. Do là mình trồng là hay vào mùa mưa chẳng hạn, để cho nó thoát nước dễ dàng thì mình lên luống thì mình chỉ hớt một cái lớp đất nhẹ xong rồi để lên thành luống, rồi còn không cần phải cày bừa xới xáo. Cái quá trình làm đất nó không chỉ hỏng đất mà nó còn kích thích cỏ dại phát triển. Bởi vì về mặt sinh thái thì các cái thực vật ấy, dưới những cái stress của môi trường, giống như mình làm đất chẳng hạn, hoặc mình làm nó khô đất chẳng hạn, hoặc làm khô, hoặc là tạo cái stress nào đó, thì thực vật có thiên hướng sinh sản mạnh hơn. Bởi vậy thì càng làm đất thì cỏ nó càng phát triển. Sử dụng rơm dạ để che phủ luống trước mỗi vụ gieo trồng. Đây cũng là cách bảo vệ đất và kiểm soát cỏ dại mà bà Nguyễn Thị Đường ở Hợp tác xã Nông sản Hữu cơ Đồng Xương, Hòa Bình áp dụng. Theo bà, nếu có điều kiện về rơm dạ, bà sẽ che phủ luống dày từ 10 đến 15cm. Che phủ được thế này thì càng dày càng tốt, là cái mình hạn chế cái cỏ dại rất là nhiều. Cỏ dại không mọc được mấy đâu, vì là nó che phủ thế này là nó ẩm, nó giữ ẩm, là cái cỏ dại nó ít lắm, hạn chế cỏ dại lắm. Cái này nó chính là cái thức ăn của vi sinh vật. Tối mà quý vị ra đây có thể con giun nó chui từ dưới lên, nó sẽ kéo cái rơm dạ này xuống nó ăn. Và khi nó ăn như vậy thì thứ nhất là nó sống sót để nó phát triển. Thứ hai là nó sẽ giải phóng carbon cho đất. Và thứ ba, nó chính là cái nguồn mà để phát triển đa dạng các loài vi sinh vật khác, chứ không chỉ giun. Vai trò tiếp theo nữa là khi chúng ta che phủ cái rơm dạ này ấy, thì ở cái phía dưới đất tạm thời nó không có ánh sáng. Không có ánh sáng thì nó sẽ hạn chế được cỏ dại phát triển. Và trong điều kiện mùa đông chẳng hạn, như chúng ta đang tưới ở đây chẳng hạn, thì là khi chúng ta che phủ như này thì nó sẽ giảm bớt được cái bốc hơi vật lý, tức là nó sẽ giữ ẩm tốt hơn cho đất. Thì đấy là hàng loạt những cái tác động tích cực của cái lớp mà che phủ đất. Cùng với đó, để kiểm soát cỏ dại, bà Nhàn và bà Đường còn dùng cây giống từ vườn ươm, bộ rễ phát triển đầy đủ mới đưa ra trồng trên ruộng. Nhờ khả năng thích ứng nhanh, sinh trưởng phát triển tốt, nên chúng dễ dàng cạnh tranh về dinh dưỡng và ánh sáng với cỏ dại. Do đó, cỏ dại trên ruộng cà chua được kiểm soát. Trường hợp cỏ dại mọc lên số lượng ít, bà Nhàn và bà Đường chỉ cần dùng tay nhổ bỏ rất dễ dàng. Cỏ dại được kiểm soát, chi phí không tốn kém, mà môi trường đất, môi trường không khí được bảo vệ, chất lượng nông sản được nâng lên, từ đó bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng.